Ủa anh chị ở đâu xuống? Dạ em ở trên từ Gò Mây. Từ Gò Mây em cũng không biết luôn. Phải phải cái cô hồi nãy điện thoại không? Dạ. Đi đường quốc lộ một đường một xuống. Dạ. Từ Gò Mây là cái từ bà hôm là khác không? Dạ khác dạ. Nữa. Thì lên nữa mới từ Gò Mây. Chị, từ đường ông xã bà xã. Dạ. Em anh đi làm mà. Dạ. Nhất quá em đi không nổi luôn. Là anh bị hả? Dạ. Anh nhất làm sao á? Đi chụp hình ta nói em bị chèn ép thần kinh à, có bị thần kinh tọa không anh? À, thần kinh tọa dạ. Em đi không nổi, mấy nay em nghỉ làm dạ. Anh trên đó có em thấy mấy nhiều cô bác lên đường Hải Thượng Lăng Ông vậy thì chỗ đó nó bán đầy đủ hết có hôm bữa có đi hả? Dạ. Có đi mua có mua một toa rồi mà mới ngâm mà dạ mới ngâm chưa uống mới ngâm chưa được một tháng ba tháng dạ. Được uống ngâm này trên 20 ngày là uống được mà mới ngâm cái chưa kia được thuốc bắc cái cô dạ. Kia nói là ngâm thuốc bắc chứ không phải là cái loại này của em hả? Không phải hút một toa của mà ngâm sớm nhất là một dạ. Tháng là uống được chứ còn đúng là 3 tháng này nếu mà đúng bệnh anh uống chừng 2-3 ngày là anh thấy kết quả liền à. Quả là trên 50% liền. Cái này đại gia tỉnh thuốc bắc là nó có hết. Thuốc bắc không có thì chị dặn á, dặn á. Uống một lần khoảng nửa ly uống rượu á. Con nha. Chào con. Chứ anh nói còn thiếu cái loại nào nữa? Ý em nói là cái thuốc này mấy cái này em dạ. Không có gần á, nằm này mình muốn kiếm là mình đi vô tỉnh thuốc bắc mua hay sao? Dạ. Tỉnh thuốc bắc nó trên đường đó nãy em nói anh á, nó có. Dạ. Nếu không có mình dặn người ta đem về á. Dạ. 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 Anh về anh đi lên đó anh hốt lên Hải Thượng Lăng Ông. Thôi anh khui cho anh uống luôn đi. Uống bữa nay là bữa mai nữa nếu mà đúng là ngày mai nữa là mới. Không, đâu có, cái ly uống nước dụ uống dụ xíu à. Dạ uống xíu. Luôn. Đây đây để em lấy cái ly uống dụ cho cô bác xem luôn. Từ từ để em. Ồ. Gì gì sao? Thì sao lấy hộp quẹt bỏ túi bà nội lấy ra đi chút giờ phụ bà gỡ gần tiếp nha ok không trời ơi dễ bà nội chú uống bằng cái này cũng được uống nắp đi bà nội dẹp hết nửa ly hơn nửa ly đi anh rót khoảng nửa ly hơn chút xíu à đó. miếng nó đi anh tại cái đít ở dưới nó ấy hơn giờ anh uống một ngày hai lần một lần nhiêu đó thôi nhầm khi cô bác tưởng nó lấy cái ly này uống cái là xong pin luôn một phần thiếu là đem cái dĩa mồi lên dạ dụ thuốc là không cần phải mồi em ghẹo dạ uống dạ. Bệnh. Anh uống thấy sao đắng đắng mà cho thơm được cái vị vậy em mùi thuốc bắc dạ hơi ngọt ngọt không anh nó hơi ngọt ngọt mà ừ. Có đường phèn á trời ơi tí cũng ra đây ngồi nữa làm thiệt luôn cho mới thử dạ làm thiệt ờ tí cho ngồi ăn con ngồi đó đi xuống có trời ơi tí chỗ người lớn ngồi ngồi ở đây nghe cái mũi thơm thơm giống mùi mật ong mình nước kẹo quá trời à, tại vì không có lượng nhiều nên nó kẹo thì nó kẹo nó đậm này anh mình ngâm cỡ bao nhiêu lít rượu á dạ là khoảng em ngâm là nói chung là nó khoảng một lạng mấy hai lạng á là ngâm khoảng 6-7 lít rượu cũng được nữa tại vì mình chế sao mình đè nhận xuống xong mình chế cho nó ngập thuốc là được à mỗi một thứ như vậy là một lạng mấy dạ nó xen nhau á đừng có chênh lệch nhiều quá được rồi dạ là ý nói cái dạng như số lượng là nó bằng nhau á số lượng cũng xen bằng nhau á có đỉnh cũng được không có đơn quy thì phải nếu mà ngâm 5 lít thì phải 2 lạng rưỡi quy không mua 2 lạng rưỡi là 200 gram thì theo anh mua đơn quy chỗ đúng của nó hoặc là chỗ nó bị pha nữa yeah. Nó pha em khi nó kẹp bột vô yeah. Bột thì anh mua cái đó là nó có bán có 40 hay là 50 ngàn 100 gram à còn chỗ em mua ngay gốc á, cái đơn quy khô nhưng mà cái vỏ nó già tới 130 đừng 130 hay 250 ngay lại cái cò đen á khi nó mấy lần nó dẫn ra lại mua dần mua chứ mình không có đi mua cò đen này cũng có hả? Có đi bắt có yeah. Như là ở chỗ tiệm gò đen này bán cũng đủ dạ, có hiện tại thì có thuốc cú với đơn quy nghệ chợ chỗ nào thấy cũng bán á
chợ nhiều lắm, nhiều cô bác không biết đó, thì bán ngay mấy chỗ mà củ gừng rồi củ nghệ với củ phai môn nữa là người ta bán nghệ nhiều lắm. Làm cái này là nhà củ nghệ thôi, mình làm nghệ tươi đó. Mình nghệ tươi mình về mình thái mỏng nha, à mình mua nghệ tươi về mình phơi dạ, tươi chịu phát sắc mỏng nha, đừng để dày quá thì nó lâu da thuốc á. Còn cái cây với lá nghệ cứu á cũng hơi khô à. Nè lấy dần dần kia cụ thể đằng kia có thơ đó rồi ở trước làm. Thầy nó cái bà dì ba của mẹ em á, ấy chứ giờ tạm thời nhà không có ngâm nữa, chỉ cho cô bác biết cách ngâm. Nên ngâm biếu rồi còn nhiều quá rồi, hầu như chưa cũng ngâm 2-3 lần cũng không có 100 lít rượu rồi đó. 100 lít rượu mà nói chung là bao nhiêu cũng đâu có đủ, đâu có vừa đâu. Dạ, nhưng mà xin được cái bài thuốc về mình tự làm cũng được. Dạ. Cũng cũng cố gắng rồi, hết sức rồi. Hiếm là có bông ngò nghe. Hôm bữa là mấy cô bác tới đầu tiên thì cho 2 chai không à, bây giờ có 1 chai à, tại giờ cũng còn ít đó, hạn chế. Dạ. Uống trước rồi ngâm cái sau. Tại vì 1 lít này anh ngâm á, là nó giúp là khoảng còn 1 lít là ở nửa lít à, 1 lít cũng khoảng còn nửa lít à, nó giúp vô cái lá, không còn nguyên. Mà nó ngâm khi có người nhập uống ngâm cái chai để hết bệnh. Con cũng vậy sao mà dùng ngâm thủ đó để dành. Nhà con là ông già cũng bị, ông anh con cũng bị. Dạ. Chứ anh hết đau và anh làm nặng anh bừa lum la nó cũng đau lại chứ. Thì anh phải uống thuốc nữa. Giảm nó hết đau chứ đi uống thuốc tùm lum cũng hết gì hết. Tại vì cái vụ này nó làm giống như cái máu anh đang đóng cục phải không? Uống cái cho cái máu nó loãng ra, nó lưu thông nó đẩy mạnh. Rồi có cô bác bị tiểu đường uống thì có bình luận cho em á thì tiểu đường cũng bị hết luôn. Dạ. Hết luôn là đường nó bình ổn luôn, với bị đau bao tử tại vì có nghệ á. Dạ, đau tử cũng hết. Dạ. Này tại vì em không có kinh doanh, không buôn bán gì á, chứ mà anh nghe mấy chương trình quảng cáo này nọ đâu mua tốn tiền hà chứ đâu có hết bệnh gì đâu. Dạ. Chỉnh mấy cái này anh kiếm được cái gì không? Dạ. Còn thấy cái bông ngò gai. Bông ngò gai chắc hơi hiếm có. Năm nay nhà em của bác sĩ bà con ở cũ đây đây cắt chút cái gì coi với bà xã bà chủ rồi coi có ai cắt cho bà cái về kiếm mấy thành phần kia nữa là ngắm. Dạ, chứ bông ngò gai thường ra chợ mình mua người ta đâu có bông đâu. Lấy lá mà. Lấy lá là bông là thua rồi đó. Dạ, lá nghệ cứu thì nhiều nè, với nghệ thì à, được lắm. Món con nó đã rồi. Nghệ cứu đây em kiếm không có mà chị nói có là hay á. Chợ nghệ cứu nhà cô chồng quá, chợ cái chồng bán mà. Chợ chồng bán luôn. Còn đây kiếm không già luôn. Dạ. Nếu mình ở nhà mình có thì nó hay hơn. Chứ mình đi mua người ta toàn bữa mua có miếng mà nó cỏ nó trộn giống á với cát rồi á. Chứ nhầm khi con này con kia nữa. Giờ lắm. Mình chạy dình chảnh xuống đây bao nhiêu phút anh á? Em không gần em chạy là lần 25 cây gần sát bên. Dạ, xa đó gần đây nhưng mà tại không biết đường em chạy từ từ đi. Dạ, bữa có cô bác đi 60-70 cây không có. Dạ. Anh nói chừng chung là cô bác đau rồi cỡ nào chú bác cũng đi. Bữa nay em nhức quá em không ngủ được mà cũng đi không nổi, không đi. Dạ. Làm được luôn. Đó mà mới biết cái bài thuốc là mẹ em đi kiếm chỗ này chỗ kia đi kiếm loại này nghe loại này có loại kia có rồi đi nhầm khi cả chục cây số ngoài mà mỗi loại nó khác nhau đi chỗ này chỗ kia gom lại á. Dạ. Đâu có dễ đâu, xong bây giờ biết thì chỉ cho cô bác chứ. Dạ. Thì biết về uống hết rồi mới mừng. Dạ. Nếu mà đúng bệnh là anh chừng 2-3 ngày là anh hết rồi. Cái này đi. Nó nghe nói hết rồi anh bừa anh làm dữ nó. Mà nó giảm ra bây giờ uống thuốc tây hoài mà nó cũng không có bớt nhất gì hết. Lò nào cũng thơm. Ở nhà có loại nào thì giúp loại đó. 300 gì anh vậy? Ở ngoài chợ đi có bán nha. 300-250 cho con nghệ. Về mình chà rửa sạch sẽ hết. Em chăm bà là bà thơ khô bà mỏng. Hôm nay khoát vòng vòng mà bà con ruột mà không biết luôn. Bà con ruột bị mà cũng không biết luôn. Bà dì ba em á. Với bà vợ nữa, bà vợ cũng bị nhức nữa.
mới bà vợ thì uống có mấy ly à, là hết rồi. Còn nửa chai ông cho cái ông bác ở trên Bình Chánh cho nó. Chai này nếu mà đúng bệnh của nó anh uống nhầm khi hết bệnh nó còn dư luôn nữa chứ đâu có hết đâu. Là một người á. Mình để lại. Dạ. Không không tiểu đường. Tiểu đường vậy để cho anh uống hết đi rồi chị Ngâm mới. Nếu mà anh bệnh là uống nhầm khi chưa hết chai này là anh hết bệnh rồi một người á. Bệnh nhưng mà mình không để dành. Đúng rồi, không chịu rồi bà không có đảm rồi, không hết. Cái này cũng tùy theo nữa. Chứ nếu mà nó hợp là uống hơn nửa chai này là nó hết đau. Dạ. Còn mong sao được như chúng cho nó khỏe. Dạ, khỏe đi làm. Không nổi đi phải cong cong cái lưng lại. Hôm qua mà em bị đau cái chân bên đây mà em uống có một lần. Này em đâu phải quảng cáo mà buôn bán gì đâu. Dạ, để giúp cho cô bác thôi. Tôi bị bữa mùng 1 Tết nè. Một Tết vậy rồi nè, tôi uống 2 ngày là tôi hết. Ngồi ghế này mà. Hôm qua con Mỹ lần đó mẹ ăn Mỹ uống. Nhưng mà phải ngâm để dành đó. Dạ, lúc nào tôi cũng ngủ khoảng nửa lít để dành đó. Dạ. Nếu mà anh ngâm lâu quá. Lít nửa lít để dành hoài đó, hỏi như nào mà ngớt hết á. Mà nhầm khi để dành đó thôi chứ nhầm khi 2-3 năm nó bị lại cũng chừng. Dạ. Thì nhầm khi vài tháng là bị thả lầm cái chuyện nặng mình đi nhiều quá là nó đau. Dạ. Dạ. Má hỏi. Dạ. Dạ. Má hỏi. Đủ thuốc rồi chia. Hỏi cho hai chai. Rồi, thấy anh đi. Anh còn trẻ mà anh đi. Chu cái mông. Đi nó cong bên luôn anh. Dạ. Nó làm gì nó bị rút lại bên đây anh đi. Dạ. Tính ra anh thì anh sướng hơn hồi đó mẹ em chứ mẹ em bị lâu lắm chứ bị lâu mà đi đi không được luôn á. Còn anh mới đây à đó mẹ em bị lâu lắm nên bác sĩ báo là lúc đó mười mấy năm rồi là mổ tới mười mấy 20 triệu luôn á mà bác sĩ nói mổ là mới mốt tái lại chứ không có hết mà giờ có người mổ rồi cũng thần kinh tọ đó mà người ta mổ á, mổ cái chân nè. Dạ. Dạng nó nhức á tự lưng quần nè nó xuống hết chân luôn. Giờ nó nhức lắm. Giờ mổ nạo máu gì trỏng mình không biết. Vậy nhưng mà vài năm nó cũng hơi giống tái lại đúng rồi. Mà đều mổ hoài nó sợ nó trúng cái sợi dây gì nó liệt luôn á, chơi đâu. Ừ. Gì giờ đụng tới dao kéo ghê. Dạ. Phải có cái cô kia là cổ cũng mổ rồi đó, bây giờ cũng bị lại đó. Bà cô nói giờ mổ ghê quá. Yeah. Sợ trúng dây ấy, nó liệt á. Yeah. Bác sĩ cũng nói là con giờ ngủ á ban đêm á là ngủ cái ngay cái chân ra ngay. Yeah. Cũng được. Muốn ngay là phải 5 lần mới được thì mới ngay cái chân. Đúng này ra được. Thế còn không là cũng phải nằm nghiêng qua một bên chứ còn không có nằm ngửa được. Nằm từ anh có giờ lô không? Dạ có. Có. Ở trong khi uống xong á hết bệnh rồi em cập nhật cho cô bác biết để em cho cô bác khác tin tưởng rồi ngâm vũ. Ở trong khi xin số điện thoại lưu số của anh Phong vô mấy cái số đó là của anh. Dạ đúng rồi, số đó em có Zalo á. Thì hôm bữa giờ cô bác gửi bên mình gửi bên bưu điện á thì cô bác đâu có biết đâu mà kết nối với mình để thông báo đâu. Đó, em 2 tuổi. À, anh có con bé hả? Ba. Anh mấy bé? Ba. Yeah. Anh với em ngang ngửa. Ba đứa nè. Thì cũng bằng nhau. À, mà cô có coi cái clip của Khánh không? Khánh Nguyễn là anh đó. Dạ, có coi cô Phong không hả? Dạ. Má cứ tối ngày bắt phòng coi biết luôn á, má mới kêu thấy đau nhức quá má kêu thôi đi kế bên đây mà em chạy xe một bên em. Là Tân Phong Nguyễn. Dạ đúng rồi. Gửi lời. Vào vụ thế rồi quá chị. Chào chú. Mua về đang ngâm. Chú Út sợ dịch bệnh chú Út đứng đằng kia. Dạ con gửi nhiêu tiền chứ 21 luôn cái bình có đem tiền theo thói không trời
Tiền chậm. Không hên. Chứ hết còn 300 cho nó chậm. Rồi vô thiếu vụ thì tại dùng. Lại có thuốc rồi phải có rượu. Dạ. 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 Cảm ơn chú. Cảm ơn chú. Dạ, có thuốc này, có rượu luôn. Dạ, ngon lành. Chợ anh ghé chợ Gò Đen nó muốn đủ luôn. Chợ Gò Đen là chỗ chợ cũ á, anh hỏi chợ cũ, hỏi tiệm Tam Thiện Đường á. Tam Thiện Đường. Dạ, ở đó có tại vì hôm bữa em có ghé cô mới đầu không có thuốc cứu, giờ em mới dặn cô có thuốc cứu lấy về bán á. Dạ. Thì các bạn có đem về. Nhưng mà nó là bán tươi hay là khô anh? Cũng hơi khô rồi. Ồ, nếu dạ. Mà ở ngoài không có thì anh mua đó. Nhưng bất khắc gì thì có thuốc cứu tươi dạ. Ở nhà mình cắt mình thôi. Đó có thuốc cứu. Nhà đi cho nó ngon. Phơi một ngày là mua đơn quy. Đó phơi ngày được thầy. Nghệ thì về nhà. Nắng gắt là ngày xong rồi. Khi về dưới phơi một nắng héo rồi. Một nắng hài cho nó héo. Hơi khô quá cô không tốt. Gửi đi xa cho nên tôi phải phơi 2 ngày cho nó khô đặng mình sao lại đó. Gửi đi xa nó có mốc. Đi xa thì khi. Ủa vậy nhà mình ngâm ở cần phải sao lận không? Sao chứ? Sao về cắt khúc vậy nè. Dạ, phơi khô rồi mình sao. Sao lại cái này về cũng vậy nè, cắt khúc vậy nè. Cái rửa sạch đi, rửa sạch cái mình đổ ra, mình giặt cái bao hay cái nia gì đó, sạch sẽ cái mình rửa sạch cái mình giải ra mình phơi như tôi đó. Còn không có nia thì lấy cái bao, mình dọc nó ra. Mình giặt sạch cái mình để lên sân á, mình phơi. Để cái này phơi khô cái đem vô sao cái bắt đầu mình đổ xuống dưới đất á, lấy hơi khổ. Rồi mình phao sao từ phần hết, cái kia cũng sao riêng vậy nè, cái nào ra cái lấy, sao mình đổ dưới đất hết. Rồi lát cái mình hốt lên cái mình sẩm sẩm á, sợ mình khi bụi bặm hay nãy sẩm sẩm nó cái mình trộn đều lại, cái mua đơn quy về mình cũng trộn lại luôn. Đơn quy về mình mua về mình có sao lại không? Đơn quy thì không có sao, đơn quy là không chỉ có đơn quy là không có sao thôi. Mua về trộn vô mấy cái thứ này nè, về cái mình trộn vô cái bỏ vô cái hũ á, hũ xong cái mình đổ rượu vô, cái này mua đường phèn đó. Vô đây là cỡ 1,5 lạng đường phèn. Đây mình ngâm 5 lít rượu có bao nhiêu đường phèn? 5 lít rượu là cô ngâm chắc khoảng 200 gram đi. 200. À, tùy theo thí dụ mình một hũ của mình vậy là một to của mình vậy là được 200 ha, là mình ngâm nhiều nữa thì mình trội mấy số lượng nó lên. Yeah. Vậy đó. Ý con hỏi cái này như đây ngồi đây nè. Như đây là ngâm 5 lít á là cỡ 2 lạng đường phèn. 2 lạng đường phèn nữa. Nó lạng mấy 2 lạng nữa. Thì trung bình nó vậy thôi. Tại vì có đường phèn thì vô nó có cái vị ngọt, nó uống cho nó đỡ vậy. Nó nóng thôi. Dịu. Còn có khi người ta không ấy thì ta khỏi đường phèn cũng được. Nếu người ta uống được là không cần đường phèn. Ừ, nếu người ta uống được khỏi đường phèn. Ta muốn nguyên chất mà ta khỏi đường. Nhưng mà bỏ đường. Có đường vô thì nó có vị uống hơn. Nó có vị ngọt dễ uống. Đúng rồi, mẹ em có bỏ đường phèn. Dạ. Uống này có ngọt nhưng mà nó đắng, có hậu đắng của uống vô nó nóng dữ lắm, nghe cũng như là nó chạy được gần gần. Anh nghe nó chạy không? Uống nắng không có đang chạy biết. Dạ tự con hồng mà đi xuống bào tử mà lo loan ra là anh biết luôn á. Nóng á. Hực 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 trong bụng vậy đó. Bây giờ máu là nó tan ra luôn chứ. Vài lần nè, nếu nó chịu là nó hết đau à. Dạ. Trong cho nó chịu không bớt chứ. Chịu là nó hết đau à. Dạ. Nó hết đau thì ngưng đi đừng uống. Không chừng bữa hay bữa anh điện em gì, điện hết bệnh. Có người thì người ta nói uống nó tiệt luôn. Dạ. Nhưng mà không phải, nó không có tiệt đâu. Mốt nó tái lại đó. Cô dạ. Với con em dạ không sao đâu anh. Dạ thôi không hết bệnh báo em được. Điện xuống quảng cáo cái gì. Xuống không. Sẽ quay trở lại đây. Hết rồi giới thiệu cho cô bác dạ. Vòng vòng dạ. Anh làm phước thôi dạ. Chứ dạ. Em phước. Không có quảng cáo nha. Dạ, làm phước. Chứ giờ bán là lấy tiền á là mới quảng cáo. Dạ. Dạ. Đi thấy kỳ quá. Có gì đâu mình đau mình chịu chứ đâu phải mình muốn đâu anh. Chú đâu. Dạ. Dạ. À thôi kệ đi ra anh bay em đang bận rồi. Dạ, dạ. Không sao đâu anh. Đi về nha. Rồi bay 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 bác đi. Dạ. 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 Ờ, hồi nãy anh không chạy xe vô trong nữa.
chợ em chở em không có chở được nữa. Dạ. Em coi lá ngu chảo như thế nào đây, em cũng chưa biết. Dạ. Anh làm gì mà cái anh còn nhỏ mới đây bị nhất rồi? Em làm hồi trước em làm công ty, thì giờ em cũng làm công ty nữa, mà em làm trong xưởng sắt hơi nặng. À, làm bên sắt hèn chi. Làm bên cơ khí hơi nặng. Dạ. Dạ. Năm lít thì như đây, mỗi cái như đây là nhiều lắm. Yeah. Ngâm nó ra nhiều. Rồi sâu xích vô nè con. Nè chú hút thử rồi nó nhẹ nhiều rồi. Nhẹ lắm. Cái này nó giá giáo rồi, anh còn sâu cái nữa. Nó như năm mình bao lát vậy đó. Cũng hơi sao gì vừa thôi, đừng có để nó chán nữa. Cái này nè cho anh. Nó này nó khô queo lại vậy anh đâu biết được. Có mấy cái lá từ tôi nè. À, anh hửi đi, anh hửi cái mùi nó đi, giờ anh mua phải giống vậy đó. Hôm bữa em ra cái tiệm thuốc bắc là nói cái lá ngũ chảo mà đâu phải về đâu. Bây giờ cho xin lá này đi về đi kiếm. Anh bỏ vô túi hay gì đi. Dạ, cảm ơn chị. Chứ nhầm chỗ, người ta nói lá ngũ chảo mà em lấy không em phải. Em không biết luôn, em cũng không mừng tưởng được cái lá ngũ chảo thì sao luôn đây. Dạ. Rồi mà nó khô quá rồi không biết đường. Dạ. Không, mà cái đó là nó còn tươi à. Dạ, dạ. Thôi anh về đi để nắng. Em nè, nó giống như nằm bàn tay. Cảm ơn các cô về nha. Dạ. Chào anh nhà nha. Dạ, dạ. Rồi, anh đi vậy công ty chắc cho ngồi anh ghế giám đốc luôn quá. Sáng nói chú giám đốc nghỉ, ông hỏi bảo bệnh sao. À, trên đi vậy vô chỗ làm. Vô làm cũng không được. Làm chắc cũng không dám đi không cơm, nói không cơm thấy nó cho nghỉ luôn. Dạ. Mình bệnh rồi thôi, mình không đi làm được việc, người ta mình nghỉ nha. Dạ. Sáng có điện. Rồi, thôi anh chị về nha. Dạ. Dạ. Cảm ơn anh nha. Chào bé nha. Chào em nha. Bye bác. Rồi thôi Phong Nguyễn xin tạm thời khép phần video tới đây luôn. Chúc ông bà cô bác là một cái ngày mới ấm áp vui vẻ và sức khỏe bình an luôn nha. Thì hồi để vài bữa ảnh uống như thế nào. Hết uống bệnh xong, thì hết bệnh xuống. Dạ. Hết bệnh xuống chơi tiếp anh. Dạ. 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 Chào. À, đào đi đứng khó khăn lắm. Khó khăn cái chân gùng không? Dạ. Dạ. Rồi thôi chào anh.